con trai mẹ lớn rồi, đã không rụt rè trước những gian truân trong xã hội người người, đã tự bước đi về một nơi xa bao chen với dòng đời, đã bớt trẻ con nhưng mà đôi khi bạn bè vẫn sớm tối, và con biết là đôi khi vẫn là mẹ lo lắng những nông nổi mà sai lầm và những sự hiếu thắng, những đồng tiền còn mông lung với mối quan hệ ngoài kia, và đôi khi tâm tư rồi xem mẹ nói vẫn cãi lời, nhưng mà mẹ ơi con lớn rồi đã biết sống hợp bản thân và tất cả mọi người, con học đối nhân xử thế để cho đỡ mất lòng người, và mẹ ơi cái lần đầu tiên con biết cảm giác thích một người, con yêu tiếng cười và âm nhạc khi hát lên câu ca về gia đình, về tình yêu và... xây lại để mẹ mình cắt cái này đúng không? Chưa đi, chút sáu mấy nó mới đi. Đi con đâu có tiền, nó gửi cho thằng Tâm 500, 300 thì cũng được. Tâm nói, dặn mẹ nói 500, 300 thì cũng được. Nè, cái mai nè, mà bữa không có miếng bông nữa, mà tự nhiên nay là ra bông cái lá nè. Bông đẹp lắm, bông nó bông mai nó nở nực cực chân luôn. Dù con lớn bay đi khắp muôn nơi, bay đến nơi nào con cũng thấy có mẹ. Ở nơi đó vẫn có lời mẹ ru, mẹ vẫn bên con sẽ mãi không rời xa. Mẹ hiền yêu hỡi qua bao tháng năm rồi, mẹ luôn bên con dù có lớn nên người. Mẹ mong cho con bay đến khắp phương trời, đời này con sẽ mãi mãi luôn cười vui. Mẹ ơi có biết con đã lớn hơn rồi, lần này con sẽ mãi nhớ ơn mẹ, người dạy cho con những bước đi đâu. Đọc, quá cha cho mình đem lên đọc. Quay qua đi. Này đẹp quá chị ba, cảnh này đẹp rồi chị ba. Chụp cái này chị ba. Để em chụp. Đó. Đừng hút mà. Ít, đừng hút ít lắm. Không có nhiều. Đắng hả? Đắng hả? Có đường uống nó không? Biết không? Cái đèn nó dội vô đó chị ba. Lấy bị người luôn nha.
Mấy năm trời chưa đụng tới cái gì đó, mà em rất bình tĩnh kinh quá, hỏi chị nghe vậy đó chị ba. Tâm trung quá vậy, tâm trung chắc nó cũng ra vậy chứ vậy. Đó, chị em. Lấy mày quay qua chụp hình tám với mẹ rồi chơi lấy. Mày không biết điều khiển chứ lấy, ngồi chỗ. Mày đi xe di động không điều khiển gì chứ. Chị ba vô chị ba. Bố lọc rồi. Hả? Hello. Ôi cảnh này đẹp á chị ba. Ok. Nhiều lắm á, nhiều bò lắm á. Rồi. Hả? Nó đâu rồi? Bao giờ một lần ta nghĩ nhớ thương. À đi chơi chắc đi lại kia đi chơi vậy. Để cho đàn con một bữa cơm ăn, mẹ đã thương hàng giờ. Đọc. Cùng quan gánh nặng nề, có bao giờ chạy lòng ta khóc bởi thương mẹ những ngày ông thơ. Sớm hôm từng đêm đâu giấc ngủ ngon, thao thức canh dài khi chúng con đã ngủ say. Nhiều lúc con làm mẹ buồn, biết đâu giờ con lớn thành người mới hiểu được mẹ không chỉ là mẹ, mẹ còn chính là cha. Mẹ yêu dấu hơn. Vô Zalo là không có tiền là gọi được. Kết bạn Zalo đi bảy tiền như bà mười á hả? Dạ. Đó. Quá trời đâu có tốn tiền đâu. Đó là cái gì mà có cái wifi á. Ờ. Hai chị em thương nha. À, hai chị em. Đi mở cửa cho đi không? Rồi mở đi chị ba. Đi hết rồi cho con. Rồi hết rồi. Của mẹ tự mẹ bên đây. Giờ này đâu được. Giờ này đâu được, giờ này tối đâu ngủ mà. À, cho gì 10 là hình như 8:30 mình á. Bệnh nó 2 giờ. Ờ mọi người nói cho mấy tôi nghe. À. Quét đi ba ngang đi làm công quả cho thôi. Công quả hả? Để ra làm. Uống đi quậy cà phê lên. Quậy cà phê lên. Nó quậy đậm đậm vậy uống thôi mới không. Chị đậm vậy. Ờ. Mà không đậm đâu uống cũng được. Ờ. Ở nhà vậy đó.
mai mình chắc về. Đậu cố này ngon lành hơn. Bà Tư ở đây bà Tư khỏe liền. Ờ thấy bà tỉnh liền á. Hôm qua, ngày hôm qua bước xuống là thấy ghiệu Sư Tương rồi. Rồi đi nội đi ra Vũng Tàu rồi thấy bà ghiệu, 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 từ từ bà ghiệu. Con Nga ôm bà. Bà có hai đêm đã khỏe rồi. Khỏe khoắn rồi. Đi đứng đồ bà nói, đi khỏe khỏe lắm. À. Đi tỉnh táo dữ lắm. Bà Hiếu nó cười, nó thấy chị ra đây nó cười mừng lắm. Anh Hiếu cũng khoái mấy tôi ra đây nè. Tại vì biết không, nó khỏe khoắn, cũng như anh thảnh hơi, không có suy nghĩ rồi, ra đây nó khỏe. Ờ, cho má khỏe. Ở ta nói mẹ có thương tao không? Trời, nó kì. Ngày vừa biết gieo chăm sóc cho mẹ, thấy cũng mừng cái gì bảy con dầu nó không biết mà tại tao không nói. Tao không nói, kêu bà nói chuyện nghe bố. Cái già vô đúng chỗ tủ á, nhắm mắt. Mời má hỏi gì à? Má khỏe không? Mình nằm nhắm mắt hoài à. Nó thấy bà yếu á. Nó gầu. Gầu mà nó không có nói ra. Nói chứ tụi nó thấy. Tôi về tôi thấy bà tôi còn gầu đây. Bữa bà lại đám giỗ á, tôi nói trời đất ơi.